Không được nhắc đến ba. Nghe chưa? Từ đây hãy quên cái người đàn ông mà con đã từng gọi là ba đi. Đâu mẹ? Nếu mà không có ông ấy, mẹ con mình đã có một cuộc sống, một cuộc sống bình yên rồi. Nhưng mà ba rất tốt. Con không nghe nói hả? Không được nhắc đến ba. Hãy nghe mẹ nói. Hãy nhớ ngày hôm nay. Hãy nhớ thiệt kỹ cái ngày hôm nay. Cái ngày mà ba và bà nội con đã xua đuổi mẹ con mình. Họ ruồng bỏ mẹ con mình bởi vì mẹ là kẻ nghèo hèn. Họ là những kẻ tham danh tham lợi. Mẹ muốn con phải học thiệt giỏi, để sau này con phải khiến cho bà nội con thấy rằng con xứng đáng được hưởng những gì thuộc về con. Hứa với mẹ. Hãy hứa với mẹ đi. Con mà cũng không chịu hứa với mẹ sao? Không chịu nghe lời mẹ sao? Mẹ đừng khóc nữa. Con hứa với mẹ mà. Con hứa con sẽ học thật giỏi. Con ngoan của mẹ. Mẹ hứa. Mẹ hứa là sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ cho con ăn học đàng hoàng. Để sau này con sẽ khiến cho ba con phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con mình. Hạnh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyện. Phong ba như gió sương, còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.